ngàn hiên đầy đám đông ngàn nến thương. Có một vùng quê nằm trọn trong vùng Đông Ngàn, trấn Kinh Bắc xưa, trải dài trên thềm phù sa những con sông cổ đã đi vào huyền thoại. Một vùng đất xanh dờn ngô lúa, xóm làng quần tụ bao đời. Trên bản đồ của tỉnh Bắc Ninh, vùng quê ấy nằm nơi cửa ngõ phía bắc thủ đô Hà Nội, đó là thị xã Từ Sơn. Vùng đất này là nơi hội tụ tinh hoa linh khí núi sông, sản sinh người con ưu tú Lý Công Uẩn, người sáng lập Vương Triều Lý, khai sinh nước Đại Việt tự chủ, cường thịnh sau hàng ngàn năm đô hộ của phong kiến phương Bắc. Quê hương Đình Bảng với đền đô thờ người, đến hôm nay vẫn là điểm hút tâm linh của ngàn vạn người con đất Việt tìm về mỗi dịp vào tháng 3, ngày hội đền Lý Bát Đế. Trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc, Từ Sơn là quê hương của những tiền bối cách mạng của Đảng như Ngô Gia Tự, người giúp thành lập chi bộ Đảng đầu tiên. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đồng chí được bầu làm bí thư xứ ủy lâm thời của Đảng bộ Nam Kỳ. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ sinh ra trong gia đình nho giáo, quê ở xã Phủ Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh. Năm 1938, được bầu làm tổng bí thư khi mới 26 tuổi. Cuộc đời hoạt động cách mạng và tấm gương hy sinh cho lý tưởng cộng sản của các đồng chí không chỉ minh chứng cho truyền thống yêu nước, anh hùng của dân tộc mà còn là điểm tựa của lòng tự hào cho các thế hệ con người trên vùng đất này hôm nay phát huy trong công cuộc xây dựng, kiến thiết quê hương. Sau bao thay đổi của lịch sử và địa giới hành chính, Từ Sơn vẫn luôn là trung tâm lớn thứ hai về hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật và dịch vụ của tỉnh Bắc Ninh. Những năm qua, đặc biệt kể từ khi Từ Sơn được tái lập, những phẩm chất truyền thống, tiềm năng và thế mạnh của Từ Sơn đã được khai thác và phát huy một cách mạnh mẽ. Để hôm nay, Từ Sơn đã hội tụ đủ các yếu tố trở thành đô thị loại 3, một thành phố năng động và phát triển của tỉnh Bắc Ninh. Nằm nơi cửa ngõ của tỉnh Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn có diện tích tự nhiên 6.108,88 ha, dân số 189.266 người. Trong đó, dân số khu vực nội thị là 112.191 người, chiếm 60,69% dân số toàn thị xã. Mật độ dân số toàn đô thị 3.098 người trên km vuông. Từ Sơn là địa bàn có vai trò quan trọng trong kết nối tỉnh với vùng thủ đô Hà Nội, lại nằm trên hành lang kinh tế Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, hành lang kinh tế Lạng Sơn, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nội Bài và vành đai kinh tế ven biển Bắc Bộ. Đồng thời, có lợi thế là đầu mối giao thông quan trọng của vùng với cao tốc quốc lộ 1A. Đường tỉnh 277, đường tỉnh 295, đường tỉnh 295B, đường tỉnh 287. Nút giao cắt quốc lộ 3 có đường sắt Hà Nội, Lạng Sơn, Yên Viên, Hạ Long đi qua. Đây là những yếu tố quan trọng cho thị xã thế mạnh trong phát triển kinh tế, xã hội. Xác định rõ điều đó, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền Từ Sơn đã khai thác hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. 9 năm sau ngày tái lập, năm 2008, huyện Từ Sơn được công nhận là thị xã. Với sự nỗ lực của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đến nay, thị xã Từ Sơn đã cơ bản hội tụ đủ các tiêu chí để trở thành đô thị loại 3, thành phố của tỉnh Bắc Ninh. Về kinh tế, thị xã Từ Sơn luôn đạt mức tăng trưởng cao và là đầu tàu trong phát triển kinh tế của tỉnh. Trong 10 năm qua, thị xã luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình đạt trên 10%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ năm 2017 đạt 98,1%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã hàng năm đều tăng, là một trong những địa phương có số thu ngân sách đạt mức cao của tỉnh. Tổng thu năm 2017 đạt 4.143,94 tỷ đồng.
tổng chi ngân sách năm 2017 là 788,36 tỷ đồng. Trong cơ cấu các khoản chi, chi đầu tư phát triển có xu hướng tăng, từ 137 tỷ đồng năm 2014 lên 372 tỷ đồng năm 2017 vừa qua. Việc đầu tư có trọng điểm, đặc biệt phục vụ các chương trình phát triển kinh tế, xã hội và hạ tầng đô thị. Hàng năm thị xã đã dành trên 30% tổng chi ngân sách cho đầu tư phát triển. Nhiều công trình quan trọng đã được đưa vào sử dụng, kết cấu hạ tầng kinh tế, hạ tầng đô thị ngày càng được cải thiện. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, môi trường sản xuất kinh doanh có nhiều thuận lợi, đồng thời là địa phương có nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng đến hôm nay vẫn được phát huy, trở thành lợi thế cho nền kinh tế. Đảng bộ, chính quyền Từ Sơn đã xác định tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế này phát triển. Tập trung chỉ đạo xây dựng các cụm công nghiệp làng nghề và đa nghề, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuê mặt bằng mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực làng nghề. Đến nay, trên địa bàn thị xã có 14 khu cụm công nghiệp, trong đó các khu cụm công nghiệp lớn là khu công nghiệp V-Ship, một phần khu công nghiệp Tiên Sơn, khu công nghiệp Hanaka, khu công nghiệp nhỏ và vừa, cụm công nghiệp dịch vụ làng nghề như cụm công nghiệp đa nghề Đình Bảng, cụm công nghiệp Châu Khê, Đồng Kỵ, Dốc Sạt, cụm công nghiệp công nghệ cao Tam Sơn, Hương Mạc, ITD. Tại những khu công nghiệp, cụm công nghiệp này, các doanh nhân, nhà đầu tư có cơ hội chứng minh khả năng lao động, sáng tạo của mình thông qua việc đổi mới dây chuyền công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Năm 2017, tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đạt 21.247,814 tỷ đồng. Trong đó, công nghiệp địa phương có hai ngành chủ lực là sắt thép và đồ gỗ mỹ nghệ, đóng góp trên 80% về giá trị sản xuất của nhóm ngành này toàn tỉnh. Cùng với thành phố Bắc Ninh, Từ Sơn trong lịch sử cũng như hiện tại vẫn là trung tâm thương mại lớn của tỉnh. Nơi đây, thị trường kinh doanh buôn bán sôi động với hệ thống chợ quê, chợ trung tâm và các khu phố sầm uất. Nếu như ngày trước, câu ca "Ai lên quán dốc, chợ dầu" từng làm say lòng bao người và cho ta hình dung về vùng kinh tế thương mại năng động xứ Đông Ngàn, Kinh Bắc, thì nay chợ dầu vẫn hiện diện nhưng trong vóc dáng mới với lượng người kinh doanh buôn bán đông đúc hơn hẳn. Ngoài ra, trên địa bàn thị xã còn có hàng loạt siêu thị, trung tâm thương mại và hệ thống chợ dài khắp các xã. Các trung tâm thương mại như trung tâm thương mại Tân Anh với diện tích 0,64 ha tại phường Đông Ngàn, trung tâm thương mại Dabaco với diện tích 1,15 ha tại phường Đình Bảng, trung tâm thương mại Huy Hùng hay trung tâm thương mại Từ Sơn, siêu thị Anh Đức, Trần Anh. Những trung tâm này góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của đô thị, tạo nên một thị xã năng động, đáp ứng nhu cầu của người dân. Ngoài ra, các xã phường đều có chợ và các siêu thị phục vụ nhu cầu của người dân. Việc phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh đã đáp ứng tương đối đầy đủ và kịp thời nhu cầu của nhân dân. Cùng với đó, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn thị xã vẫn được duy trì ở mức cao. Mặc dù trong những năm qua, do những biến động của thị trường khu vực và trên thế giới, nhưng nhiều loại hàng hóa từ đây vẫn tìm được thị trường tiêu thụ tại nước ngoài. Có thể nói, sự hình thành và phát triển các hoạt động thương mại dịch vụ đã góp phần làm thay đổi bộ mặt của thị xã Từ Sơn, thúc đẩy phát triển sản xuất và tăng thu nhập cho người dân. Đồng thời, cũng góp phần giữ vững nhịp độ tăng trưởng kinh tế của thị xã thời gian qua. Và trong tương lai không xa, khi các khu dân cư, khu thương mại được mở rộng, thì thị xã Từ Sơn sẽ trở thành một địa phương giàu đẹp, văn minh. Trong kinh tế nông nghiệp, tốc độ xây dựng công nghiệp và đô thị hóa diễn ra nhanh chóng đã dần thu hẹp diện tích canh tác trên địa bàn, nhưng hoạt động sản xuất nông nghiệp vẫn là thế mạnh của Từ Sơn. Bằng sự năng động, biết tính toán của người nông dân, cũng như sự tác động không nhỏ của cơ chế chính sách hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp, tốc độ phát triển nông nghiệp của Từ Sơn những năm qua vẫn không ngừng tăng lên. Điều này bắt nguồn từ sự lãnh đạo chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu trồng trọt, chăn nuôi ở các vùng nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa của Đảng bộ, chính quyền thị xã. Từ đó, người dân đã chuyển mạnh sang sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung với quy mô lớn
sản xuất các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Diện tích trồng hoa, rau chất lượng cao được tăng lên, giá trị thu nhập từ trồng trọt cũng được tăng lên. Đặc biệt, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật luôn được coi trọng. Nhiều diện tích vùng trũng được chuyển đổi sang mô hình kinh tế trang trại, chăn nuôi, thủy sản được tập trung chủ yếu vào nuôi gia cầm, thủy cầm và lợn nạc thương phẩm. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2017 đạt 481.659,8 tỷ đồng, trong đó trồng trọt 146.577,7 tỷ đồng, chăn nuôi 298.257,4 tỷ đồng, dịch vụ và các hoạt động khác là 36.824,7 tỷ đồng. Những kết quả phát triển kinh tế đã góp phần nâng chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người hàng năm của thị xã tăng đáng kể. Theo giá hiện hành, năm 2015 là 103 triệu đồng một người một năm, đến 2016 là 107 triệu đồng một người một năm, và năm 2017 đạt 110,21, gấp 2,06 lần so với bình quân cả nước. Cả nước 53,5 triệu đồng một người một năm 2017. Có thể nói, trên vùng đất thiêng, phát tích vương triều Lý, từ xưa hôm nay, công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đang diễn ra với tốc độ hiệu quả cao. Và điều đó đã cho thị xã cơ sở để đẩy mạnh các hoạt động đầu tư cho phát triển các lĩnh vực của đời sống xã hội như y tế, giáo dục và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Việc thực hiện thường xuyên các chính sách an sinh xã hội đã tạo điều kiện cho người nghèo trong thị xã được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản. Thị xã đã hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, trợ cấp và hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi. Đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng trở lên. Những năm qua, thị xã đã hỗ trợ xây mới và tu bổ sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo có nhà cấp 4 rột nát, hư hỏng nặng cho hàng trăm gia đình nghèo và đối tượng chính sách. Các chương trình giảm nghèo thời gian qua đã và đang tiếp cận những hướng hỗ trợ chăm lo trực tiếp và toàn diện nhu cầu của người nghèo, thông qua việc thực hiện đa dạng các giải pháp nhằm đưa công tác giảm nghèo đạt được những kết quả tích cực theo hướng bền vững. Theo đó, mà tỷ lệ hộ nghèo toàn thị xã hàng năm đều giảm. Năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo toàn thị xã chỉ còn 1,3%. Quy mô trường lớp được mở rộng, toàn thị xã có 57 trường mầm non đến trung học phổ thông với hơn 1.150 lớp, hơn 41.660 học sinh, một trung tâm giáo dục thường xuyên, tỷ lệ kiên cố hóa mầm non đạt 89%, tỷ lệ tiểu học đạt 96,3%, trung học cơ sở và trung học phổ thông đạt 100%. Có 55 trên tổng số 57 trường đạt chuẩn quốc gia. Trên địa bàn thị xã có 67 cơ sở y tế, trong đó một bệnh viện đa khoa quy mô 170 giường, 4 phòng khám tư thuộc Bệnh viện Tâm Đức, Thợ Nhuộm, một trung tâm y tế, 12 trạm y tế xã phường và 53 cơ sở y tế tư nhân với tổng số 240 giường bệnh. Thị xã đang xây dựng một bệnh viện tư nhân, Bệnh viện Cuộc Sống Mới tại địa bàn phường Tân Hồng và một khu bệnh viện và công trình dịch vụ y tế tại phường Đồng Nguyên, dự kiến quy mô khoảng 600 giường bệnh. Từ Sơn là địa phương giàu truyền thống về lịch sử và văn hóa, hiện có 64 di tích lịch sử văn hóa, trong đó 42 di tích được xếp hạng và 49 lễ hội truyền thống thường xuyên được các địa phương và nhân dân trùng tu, tôn tạo, giữ gìn. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao những năm qua được đẩy mạnh phát triển. Nhờ đó đã có tác động tích cực đến đời sống tinh thần của nhân dân và trật tự an toàn xã hội. Các hình thức tổ chức ngày càng đa dạng cùng hướng tới các sự kiện chính trị của đất nước. Chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được nâng lên. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục dựng các lễ hội được quan tâm tổ chức tốt. Song hành cùng với sự phát triển mạnh mẽ, bứt phá vươn lên về kinh tế là tốc độ đô thị hóa của thị xã Từ Sơn. Thể hiện sức hút đô thị ở thị xã Từ Sơn là rất lớn do việc hàng năm thu hút lao động cho các khu công nghiệp, lực lượng sinh viên, học sinh tại các trường đào tạo, dạy nghề trong thị xã, lực lượng khách vãng lai tới thụ hưởng các dịch vụ tiện ích về y tế, thương mại, dịch vụ, tham quan, du lịch. Hiện nay tổng số lao động toàn đô thị trong độ tuổi lao động là 123.780 người, chiếm 58,3% dân số,
lao động toàn đô thị đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân là 98.491 người. Trong đó, lao động nông, lâm, ngư nghiệp là 9.657 người, lao động phi nông nghiệp là 88.834 người. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị là 90,02%. Việc đáp ứng nhà ở cho lao động được triển khai tích cực, trong đó có các khu nhà ở phường Đình Bảng, khu nhà ở thị xã Từ Sơn, khu nhà ở số 3 Cao Nguyên, khu nhà ở xã hội Tràng An. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật từng bước được cải thiện, đặc biệt là hệ thống hạ tầng giao thông đã được quan tâm và đầu tư cơ bản hoàn thành. Bên cạnh tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn, cao tốc 1A Hà Nội - Bắc Ninh - Bắc Giang - Lạng Sơn liên kết đô thị với các trung tâm phát triển trong vùng, thì hệ thống giao thông đối nội được quy hoạch, thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, hệ thống các trục đường được phân cấp rõ ràng, tạo thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh. Các tuyến đường trong các khu dân cư cũ đã được cứng hóa mặt đường. Tổng diện tích đất giao thông là 749,12 ha, tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt 25,28%. Trong đó, diện tích đất giao thông đô thị là 463,10 ha với tổng chiều dài 289,64 km. Hệ thống cấp điện sinh hoạt hoàn thành bàn giao về ngành điện quản lý và đầu tư cải tạo phát huy hiệu quả. Trên các tuyến đường quốc lộ, hệ thống chiếu sáng đã được xây dựng hoàn chỉnh. Các tuyến đường trung tâm, các tuyến đường chính đô thị, đường chính khu vực, các tuyến đường trong khu, cụm công nghiệp, hệ thống điện chiếu sáng cơ bản đã được xây dựng hoàn chỉnh. Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng đạt 95,8%. Một số tuyến đường liên xã, liên thôn cũng có hệ thống chiếu sáng do dân cư tự quản. Tỷ lệ ngõ hẻm được chiếu sáng đạt 90%. Các công viên, vườn hoa 100% được chiếu sáng. Về hệ thống thoát nước mặt, hiện tại thị xã đang triển khai các tuyến cống hộp nắp đan thiết diện 800-1800mm dọc đường tỉnh 295B và tuyến cống hộp B2000 dọc tuyến đường tỉnh 277. Tổng chiều dài tuyến thoát nước trên các đường trục chính hiện nay là 126,27 km. Thị xã Từ Sơn đang triển khai xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung. Giai đoạn 1 triển khai xây dựng mạng lưới hệ thống cống thu gom ở các khu vực nội thị, bao gồm các phường Tân Hồng, Đông Ngàn, Đồng Nguyên, Trang Hạ, Châu Khê. Nhà máy xử lý nước thải đặt tại phường Châu Khê, diện tích 2 ha, với công suất giai đoạn đầu là 20.000 mét khối một ngày đêm. Giai đoạn 2 sẽ xây dựng mạng lưới thu gom trên các khu vực còn lại và xây dựng nhà máy xử lý nước thải với công suất dự kiến 33.000 mét khối một ngày đêm. Trên địa bàn thị xã hiện có một số nhà máy trạm cấp nước sạch, bao gồm nhà máy nước An Thịnh, Trường Đại học Thể dục Thể thao, nhà máy nước Đền Đô, Đình Bảng, nhà máy nước An Việt, nhà máy nước Thịnh Lang, Đình Bảng và một phần của nhà máy Chi Phương. Công suất hiện tại cung cấp nước cho các hộ dân trong đô thị với tiêu chuẩn khoảng 110 lít nước một người một ngày. Trên địa bàn thị xã có 95% dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh. Thị xã Từ Sơn luôn quan tâm quy hoạch mạng lưới thu gom xử lý chất thải rắn. Tổng khối lượng chất thải rắn được thu gom khoảng 122 tấn một ngày. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn đạt 80%. Kinh tế phát triển, đời sống vật chất, thu nhập dân cư tăng, giao dịch làm ăn kinh tế ngày càng nhiều, nên nhu cầu thông tin liên lạc trong sản xuất kinh doanh và đời sống tăng mạnh. Hiện nay, tỷ lệ bình quân hộ sử dụng điện thoại và điện thoại di động của thị xã đạt khá cao. Mạng lưới thông tin liên lạc phát triển mạnh, đứng thứ hai toàn tỉnh. 100% các khu vực trên địa bàn thị xã đã được phủ sóng thông tin di động. Hệ thống điểm bưu điện được xây dựng tại 100% xã phường. Tổng thuê bao Internet cả có dây và không dây đạt mật độ 33 thuê bao trên 100 dân. Hệ thống truyền thanh truyền hình đã được xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, bảo đảm cung cấp kịp thời những thông tin kinh tế, xã hội, chủ trương đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, thị xã và các cấp chính quyền. Giờ đây, bộ mặt các vùng quê của thị xã không ngừng được đổi thay theo hướng tích cực hơn. Và với mỗi người dân thị xã hay với mỗi ai từng có lần đến đều không khỏi ngỡ ngàng trước những đổi thay đó. Trong quy hoạch chung thị xã Từ Sơn đến năm 2020,
Tầm nhìn đến năm 2030, đô thị Từ Sơn sẽ cùng với thành phố Bắc Ninh, đô thị Tiên Du trở thành đô thị lõi với đặc trưng văn hóa, sinh thái, tri thức, thông minh. Hiện tại, thị xã Từ Sơn có nhiều chỉ tiêu phát triển đã đạt hoặc có thể phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại 3 trong thời gian tới. Trong tương lai, việc nâng cấp thị xã Từ Sơn lên đô thị loại 3 sẽ tạo động lực mới, tạo sức phát triển mới, tăng sức cạnh tranh so với các đô thị lân cận, hướng tới đô thị văn minh, hiện đại để người dân được thụ hưởng những lợi ích của việc phát triển đô thị. Mặt khác, việc nâng cấp đô thị là thực hiện đúng với quy hoạch phát triển vùng và khai thác tối đa vị thế của thị xã Từ Sơn trong vùng đã được định hướng. Từ Sơn trong hành trình đổi mới và phát triển, mỗi năm tháng đi qua, người lại đón thêm những niềm vui mới. Trên vùng đất thiêng, nơi phát tích Vương Triều Lý, quê hương của các chiến sĩ cách mạng tiền bối của Đảng, bằng sức lao động bền bỉ, năng động và sáng tạo, mỗi cán bộ đảng viên quần chúng nhân dân thị xã đã viết nên những trang thành tích mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Dẫu chặng đường phía trước tới đích của một thành phố công nghiệp giàu mạnh còn bao điều phải làm, bao thử thách cần phải vượt qua, nhưng với việc xác định rõ hướng đi của mình và trước giai đoạn mới mang đầy hy vọng đến với mỗi con người, và với những thành công trong chặng đường đổi mới vừa qua, Từ Sơn đã có đủ tự tin để vững bước đi lên.